Vâng, xin chào tất cả các bác yêu audio. Vậy thì hôm nay em có một cái cặp kèn của Goldman, một cặp kèn khá là khủng khiếp luôn, của từ Alnico. Nó rất là to, rất là đã, rất là nặng. Con này nó như kiểu là nó như dư cái củ Limited Axiom 300, nó to kinh khủng lắm các bạn. Đấy, em xoay 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 lại cho bác xem. Úi dồi. À, cái củ Alico đã chưa các bạn? Đấy, thân hình ở đây. Đấy, cực đã nhá. Cặp nhà các bạn nhá. Cặp đây. Đấy. Cặp này cực ít và cả hiếm có trên thị trường. Đấy. Đấy, xoay ngược ngược tí nhỉ. Con này trở kháng 15 ohm nhá. Con này có modem chắc là 100. Chắc đây là modem, nó modem 100 Goldman. À, khá là đẹp. Cái họng này nó đã để đục lỗ sẵn để chúng ta có thể lối thêm một cái họng dài hơn, chơi đã hơn, vang hơn, mạnh hơn. Nếu bác nào yêu cầu, em ở đây thì nhà chẳng có gì cả, đấu mấy con tụ, mấy con trở linh tinh vào thôi, để cho nó để ghép để thử các bác nghe tạ. Đấy. Rồi, ok, không làm mất thời gian các bác nữa, thì em sẽ test video luôn. Em phối ghép với cả con Goldman 201 nữa các anh em. Phối ghép cùng Goldman 201, đánh cùng bộ Monoblock Rockwell đến từ anh. Rồi ok, mời các bạn nghe thử luôn, rất là đã đấy, phê pha đấy. Thank you.
是你送我的信件，忽然感到无比的思念。看不见雪的冬天，不夜的城市，我听见有人欢呼，有人在哭泣，穿梭充满诱惑的黑夜，但却无法忘记你的脸。你有没有人曾告诉你我很爱你？有没有人曾在你耳机里哭泣？在你，在这座城市的距离，你有没有人曾告诉你我很爱你？有没有人曾在你耳机里哭泣？Ok, và các bác là tiếng Czech của nó cực là đã đúng không? Nó đánh cực là mạnh mẽ. Và những cái giải cực kỳ nhỏ ti 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 thôi nó cũng thể hiện được, nghe khá là ok. Các bác nào mà có một bộ tụ, bộ trở ngon nghẻ hơn một chút nữa thì chắc tiếng nó còn tròn vành rõ tiếng nữa. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.